Hello mọi người, hôm nay Cường sẽ hướng dẫn anh em ghép mây và xóa cột điện dây điện nha các bạn. Đầu tiên thì anh em mở hình ra cho mình như này. Và chúng ta sẽ dùng công cụ gì? Nhưng cái này thường cái dùng support hay là brush tool. Và anh em cho cỡ nó phù hợp và chúng ta sẽ kéo như này nha. Đấy. Anh em cứ kéo cho nó hết dây điện và cột điện đi. Rồi. Anh em cứ kéo ra cho nó thấy nó ok là được nha. Ok, đến đoạn này thì gần tới đoạn đầu mình sẽ thả tay ra. Rồi anh em đợi xíu máy xử lý. Rồi ok. Chúng ta sẽ làm lốt những chỗ còn dây điện còn lại. Rồi. Ok các bạn. Xong. Ok nha. Rồi, tới đây thì chúng ta chỉ làm những cái gì mà nó còn vướng ở trên hình, còn chúng ta sẽ làm nốt lại cả cái mấy cái nhỏ nhỏ này, làm hết dây điện nhỏ mà làm hết nhá. Ok, còn cái phần đầu với phần cột điện ở đầu của cái ông anh này thì chúng ta sẽ dùng đến cái pen tool nha các bạn. Anh em chọn pen tool cho mình này. Rồi, sau đấy thì các bạn sẽ zoom sát vào và chúng ta sẽ cắt từ cái vị trí vai trước. Vai anh em cắt lên chỗ này thì anh em cắt chuẩn cho mình xíu nhá. Đây mình dùng pen, nói chung là anh em dùng pen mới thì các anh em sẽ dùng cái này hơi khó khăn một chút. Anh em cứ tỉa theo những cái đường mặt, đường cổ. Nếu mà khó quá anh em có thể zoom to ra nhá. Đó. Rồi, kéo lên trên này. Anh em hơi cua lại tí là được. Rồi xong đến đây chúng ta sẽ cắt đến tóc. Anh em zoom sát vào cho nó dễ. Ở đây mình zoom sát luôn. Đấy, zoom sát tầm này. Sau đó anh em cắt. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ vòng ngược lại. Anh em vòng lên trên đỉnh đầu cho mình luôn. Rồi, và tới đây chúng ta ấn Ctrl Enter và chọn Feather. Ở đây mình dùng Shift F6 hoặc anh em có thể vào Select, vào Modify và Feather. Anh em để một cho mình nhá. Sau đấy chúng ta sẽ dùng cái Clone Stamp, cái SC trên bàn phím. Đó, và chúng ta sẽ tăng hết cho Cường lên 100% luôn, Opacity Flow 100 luôn. Và bây giờ anh em giữ phím An cho mình. Để tăng nhỏ, to, nhỏ, cọ anh em giữ phím An cộng với con chuột trái nhé. Kéo sang bên phải là to và kéo sang bên trái là nhỏ. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đi chấm vào đây. Anh em cứ chấm vào đây tại vì là đây mình đã khoanh vùng rồi. Mình khoanh vùng để chấm cho nó không bị lem vào mặt nha các bạn. Anh em cứ chấm. Anh em nên nhớ chỉ cần giữ An một lần thôi. Và nó sẽ chấm, nó sẽ tương tự những cái vùng mà chúng ta muốn chấm sang như thế, như trên hình này. Thì cái này cũng sẽ mất khá nhiều thời gian để anh em thực hành nhá. Anh em nào mới thì cứ nghĩ là anh em nên thực hành nhiều nhiều một chút. Rồi, bây giờ mình sẽ đắp từ bên kia sang bên này. Mình sẽ giữ An vào bên tay phải và đắp sang bên tay trái cho mình. Để cho nó tự nhiên một chút nữa. Đó. Rồi, ok. Chúng ta đắp làm sao mà để cho nó tự nhiên một chút nữa các bạn. Đó, ok, như vậy là xong rồi. Ok, anh em có thể coi lại. Đây mình sẽ Ctrl Z thêm một layout nữa. Và sẽ ấn Ctrl Shift, Ctrl Alt Backspace. Để chúng ta sẽ quay trở về với cái nút ban đầu anh em nhé. Đây mình chọn cái lớp trên này. Đó. Thì ở đây các bạn sẽ sử dụng đến cái phím tắt nhé. Ctrl Alt Backspace ở cái background. Và mình Z thêm một layout một nữa để chúng ta nhìn thấy trước và sau khi chúng ta đã xử lý. Rồi bây giờ chúng ta sẽ vào Edit, vào cái phần Edit nhé. Anh em gói ghép mây này, vào Sky. Đấy, anh em nhìn vào cái dòng dấu mình này. Và bây giờ thì nó sẽ tự động chọn một cái mây cho chúng ta. Ở trong Photoshop thì từ 2021 trở lên thì đã có cái phần ghép mây này rất là nhanh và rất là đơn giản này anh em. Rồi đây anh em chọn cho mình đến cái phần ánh sáng nhé. Ở đây chúng ta chọn cái phần Sky Adjustment. Anh em kéo cái phần Bright lên cho Cường khoảng tầm 80 nhé các bạn. 80. Tầm 7-80 là ok. Anh em có thể thích thì anh em kéo 100 cũng được. Nếu mà cảm thấy nó phù hợp nhé. Rồi ok, đây mình để 80 này. Mình giảm bớt nhiệt màu đi một chút xíu. Trừ 35. Đó ok. Như vậy là ok rồi nha các bạn. Sau đó thì ấn ok thôi. Thế lên nữa thì anh em chọn đến cái layer mây. Và bên cạnh cái layer mây có phần layer mask. Layer mask chúng ta sẽ chọn cái brush. Và anh em chọn mask cho Cường luôn nhé. Mask setting luôn này. Nhưng mà ở cái opacity thì anh em để tầm 25 hoặc 30 cho mình là được. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng đến cái B nhé. Anh em
ấn chữ X để chúng ta đảo vùng chọn nhé, để chúng ta có thể đổi sang màu đen để chúng ta có thể brush mây đi cho nó đẹp hơn. Còn cho to cho nhỏ thì anh em giữ phím An hoặc Option hoặc là phím cộng với phím chuột chuột. Hình như trên Mac không làm được, chỉ có trên Win thôi. Ở đây mình đang sử dụng ở trên Windows. Hôm nay anh em giữ phím An cộng với con chuột phải để nó cho nhỏ, cho cái kích cỡ cọ nó vừa phải, và chúng ta sẽ brush đi. Và anh em có thể coi lại before và after. Đấy. Nếu mà thấy nó vẫn chưa được thì anh em có thể brush thêm. Còn nếu mà ok rồi thì thôi, chúng ta sẽ dừng lại và chúng ta sẽ đi làm mây cho nó đẹp hơn một chút nữa. Ở đây thì cửa sẽ gom lại một cái group. Thực ra thì cái này nó đã gom sẵn cho anh em một cái group rồi. Và chúng ta sẽ chọn cái layer mây. Ở đây thì cường sẽ sử dụng đến cái saturation, Ctrl U. Ctrl U thì anh em kéo cho mình lên cái tầm 15-20 là được nhá. Hoặc là 25-30 là được. Để cảm thấy mây nó ok là được nha các bạn. Mình muốn mây nó đậm đậm một xíu nữa. Cái này thì tùy gu từng người thôi nhá. Rồi chúng ta sẽ vào đến cái Ctrl B, cái color balance. Color balance đây thì cường sẽ trừ đi xanh đi và cộng blue. Cộng cyan và cộng blue lại một xíu và giảm sáng xuống một chút nữa. Đó, ok, như vậy là xong. Rồi, chúng ta đã xong một tấm hình ghép mây nha các bạn. Thì anh em sẽ kéo cho tấm hình nó trong lại một xíu nữa bằng cách anh em chọn Level Adjustment này, chọn Level. Và anh em, cái này nó Ctrl L cao. Các bạn sẽ kéo cho mình làm sao mà cái lớp mây nó vừa vừa, nó nói chung là đến tầm tầm thấy nó ok là được nhá. Đó, nói chung là mình thấy anh em cứ thấy nó ok là được, và nó không bị dính cái mây vào mặt là được nha các bạn. Rồi, ok, như vậy là chúng ta đã ghép mây xong rồi. Chúng ta tận hưởng thành quả thôi, đúng không anh em? Và bây giờ mình sẽ giảm bớt opacity xuống một xíu cho nó tự nhiên một chút nhé. Rồi, chúng ta sẽ vào Blur. Mình sẽ vào Filter, vào Gaussian Blur. Và mình sẽ để là cái 2 để cho nó tự nhiên. Tại vì là phía sau nó sẽ hơi bị mờ mờ một chút xíu nha các bạn. Đó. Đó, ok. Một số anh em nó rất hay bị sai lầm, đó là chúng ta sẽ bị mây thì red nhưng mà cảnh thì blur phía đằng sau ấy. Anh em nên chú ý cái vấn đề này nhé. Rồi, ok các bạn, như vậy là mình vừa mới hướng dẫn anh em có thể coi lại thành quả này. Đấy. Đó, trước và có một dây điện cột rất là xấu đây đúng không ạ? Rồi, ok các bạn, như vậy là mình hướng dẫn anh em ghép bay. Anh em thấy hay đừng quên cho mình xin một sub, một like, một share nhá. Rồi, xin chào mọi người, hẹn nhau trong những clip lần sau.